đây là món mì quảng phan thiết mì quảng vịt ngon ơi là ngon những ai đi tới phan thiết mà không ăn món mì quảng vịt thì không bao giờ về được mì quảng phan thiết nấu vịt nấu giò nấu gì cũng ra mì quảng hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình có con vịt đông đá và hai cái giò heo mình sẽ vào bếp để nấu những tô mì quảng vịt này thơm ngon để mời các bạn đây là hai đây là một con vịt và hai cái giò tính ra là 16 10, 17 đồng 17 đô Canada đó các bạn là ba khoảng cỡ 300.000 Việt Nam đó là nấu được một son mì quảng đầu tiên mình bắt một son nước nóng để mình trúng mình phải bỏ mình phải bỏ giấm và bỏ muối vào son để mình trộn nó các bạn còn gia vị thì mình ướp là gia vị này đây mình dùng cái này là bột ớt bột tỏi rồi ớt ớt khô có hột đó. rồi tỏi rồi gần à. à ở phan thiết mình không dùng gần đâu nhưng mà hôm nay mình dùng thêm gần tại vì ở xứ Canada là xứ lạnh mình ăn vịt vô nó mát quá sợ nó chấn cho nên là mình dùng với gần đây mình đã trúng qua rồi đấy các bạn đó con vịt nó không có hôi tanh đó các bạn thấy nước không nó dơ không à, các bạn đừng có rửa đừng có gì đó nấu một son nước sôi bỏ giấm bỏ muối vô trúng là nó sạch hết à rồi mình để khô như vậy rồi mình hồi nữa là mình đưa ra đó các bạn bây giờ mình đã chặt chặt ra từng miếng nhỏ rồi chuẩn bị mình ướp cái này là tòa cái này là cái hỗn hợp của mình đây đó các bạn thấy cái hỗn hợp không à, hỗn hợp của mình đó là gồm tất cả À, mình đã có ở trên uh, cái màn hình rồi đó bao nhiêu muỗng gì muỗng gì là mình có hết ở trong cái trên màn hình rồi cho các bạn coi cái thành phần mình ướp mình tại vì mình mình nấu trong ngày mà cho nên mình ướp khoảng 2 tiếng cho các bạn rồi còn cái này mình đã xay tỏi gần bây giờ mình tao cho nó vàng nó thơm lắm các bạn đó à, thì bây giờ mình bỏ vô mình bỏ vô từng phần cái này là cái giò heo mình rim trước tất nhiên là mình tao trước để cho cái thịt nó săn rồi các cái màu sắc của nó ướp vui với nhau đó đó thơm phức lên luôn ừ. thành thử còn cái này là vịt à, mình tao phần nào xong rồi mình nấu cái nồi nước nóng mình đổ vô ừ. mình nấu cái nồi nước đang còn sôi đó mình tao xong với các bạn rồi mình để đổ vô rồi bây giờ tiếp tục cái phần vịt đó, là mình cũng đổ vô à. Không? Các bạn thấy ngon không? Màu sắc nó vàng lắm. Còn cái này là sợi phở. Mình dùng hai loại. Một loại cổng to và một loại cổng nhỏ. Phở khô thì mình mua lấy nước. Mình ngâm. Đó. thế chưa? Mình ngâm. Ngâm khoảng một hồi thì các bạn. Rồi mình lấy à, khoảng một đến hai tiếng. bắt đầu mình lấy xả. Mình lấy bỏ ra để cho nó ráo. Đó, nó ráo vậy đó. Rồi mình nấu cái nồi nước sôi. Mình trúng nó vô vô một cái là mình phớt ra liền đến các bạn các bạn đừng để cho nó sôi nhiều nha nó chuẹt cả. mình phớt ra vậy thì cái sợi phở nó rất là ngon không có cần phải trần qua nước lạnh nữa là có nhiều vi trùng đó các bạn thấy cái son ngon không à, riu 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 khoảng 1 đến 2 giờ là mình có ăn rồi các bạn đừng có để cho nó nục mà nó không ngon rồi các bạn đó là cho mì quảng của mình, cho mì quảng của mình đã được rồi. Cảm ơn các bạn nha. Mời các bạn cùng vô ăn.